nhiều anh em mua cái máy xay này về thì khả năng là chưa biết tháo ra vệ sinh làm sao. Khi mà mình cần vệ sinh thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho anh em cách mà tháo vệ sinh cái lưỡi xay này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cho anh em xem. Đầu tiên thì anh em cần chuẩn bị một cái lục lăng vặn này cỡ 2.5 2.5. Mình luôn có sẵn một bộ như này và dùng cỡ 2.5 anh em nhé. Ok. Để mà tháo cái lưỡi xay ra thì anh em cần định vị cái phần lưỡi xay bằng cách là lắp cái tay quay vào và bắt đầu tháo cái hộp chứa cà phê ra, rồi anh em dùng một cái lục giác này là cỡ 2.5 anh em vặn mở ra. Và nhớ mở anh em cầm tay giữ nhé để cho nó đỡ bị bắn lên ở dưới. Nó có một cái lò xo. Nó có một cái lò xo để nó đẩy cái lưỡi xay. Đấy thì anh em tháo nhẹ ra. Đây là con ốc của nó này. Một cái long ben này. Và một cái đĩa để định vị, nó có định vị, và đây là cái lưỡi xay của nó anh em. Cái lưỡi xay nó anh em có thể bỏ ra dùng chổi anh em vệ sinh, cái chổi đi theo anh em vệ sinh nó đi. Đấy, anh em dùng chổi anh em vệ sinh nó đi. Đây là cái lưỡi xay bằng inox cao cấp SOS 324, và cái lưỡi xay này được CNC theo công nghệ của Ý nhé, và nó có 6 cạnh, lưỡi này là lưỡi 6 cạnh. Lưỡi này lưỡi cao cấp, không phải những cái lưỡi khoảng 4 cạnh 5 cạnh đâu. Đây là cái dòng lưỡi xay cao cấp nhé, anh em có thể vệ sinh dùng cái chổi để vệ sinh đi. Rồi anh em cũng thể dùng chổi này để vệ sinh cái bên trong đi, hoặc là có máy hút bụi thì anh em dùng máy hút bụi anh em vệ sinh đi cùng. Trong này nó có một cái lò xo này, và sao anh em vừa nãy là mình bảo anh em là sẽ phải giữ chặt, nó sẽ bắn cái ốc lên đấy. Vậy sao anh em tuyệt đối không rửa nhé, cái này tuyệt đối không rửa nhé, bởi vì là cái cơ cấu lưỡi xay mới điều chỉnh này nó khác hoàn toàn với cả cái điều chỉnh vặn ở phía trong mà điều chỉnh ở trên thân, thì anh em hạn chế rửa. Và trong này nó có cái vòng bi đấy, nên là hạn chế rửa, nước vào vòng bi sẽ không tốt. Ok, và bây giờ mình sẽ lắp lại cho anh em xem nhé. Đấy thì anh em hãy lắp trở lại thôi, lại lắp lò xo quay trở lại này, cho lưỡi xay vào này, và mình nén một lực xuống, nén một lực vừa phải xuống để đấy, và để ý trên cái long ben này, trên cái long ben này là cái miếng này nó sẽ có một cái định vị, có một cái chỗ định vị đó. Ok, mình sẽ đặt vào đây, và định vị này nó sẽ có một cái rãnh nữa, thì mình sẽ phải đặt cùng với rãnh đấy. Khi mà vào hết được như này thì anh em bắt đầu mới bắt vít nhé. Ok, mình sẽ đặt cái long đen lại để bắt đầu bắt vít vào để giữ. Ok rồi, vậy là mình đã xong. Bây giờ lưỡi xay đã được vệ sinh xong rồi. Đấy, ok, vặn hết được lại và điều chỉnh theo cỡ các bạn mong muốn thôi. Đấy, vậy là đã xong anh em nhé.